Xin chào mọi người. Hôm nay em xin giới thiệu sơ qua về một số tính năng cũng như là những cái giao diện cách vận hành của phần mềm check-in sự kiện của công ty Thế Giới Bảo Mật. Thì đầu tiên, trước khi mình có một cái sự kiện diễn ra, mình sẽ tạo một cái sự kiện, một cái danh mục sự kiện. Thì em đang tạo sẵn một cái tên sự kiện, đó là tại phần mềm check-in sự kiện. Nó có ngày bắt đầu, ngày kết thúc và cái banner của chương trình, của cái sự kiện của mình. Này, đây là bước đầu tiên. Sau khi mình tạo một cái sự kiện ra, thì cái bước thứ hai đó là mình tạo khách mời. Thì để nhập khách mời thì mình có hai cách. Cách thứ nhất đó là mình sẽ nhập trực tiếp, mình sẽ thêm mới trực tiếp một khách mời ở đây. Cách thứ hai là mình có sẵn một link khách mời bằng chữ KSL. Mình chỉ có cần cập nhật vào thôi, không cần phải tạo thêm là đánh tên từ người. Thì em đang làm theo cách thứ nhất nhé. Tên khách đấy, loại khách thì trong trong một sự kiện có thể có nhiều cái loại khách khác nhau, mình có thể chọn để phân loại, ví dụ như ban tổ chức, khách VIP hoặc là media, đặc biệt là email. Mọi người nhớ để đúng email, tại vì mình phải gửi email thư mời cho khách hàng, nên nếu mà sai thì ở đây thì sẽ không gửi được. Và phần mềm của bên em có thể chỉnh sửa những cái trường thông tin này theo ý của khách hàng. Nhờ mọi người có thể là không muốn có địa chỉ hay đại diện doanh nghiệp hay điện thoại thì bên em có thể loại bỏ những phần này và thêm theo một số trường như số chứng minh hoặc là phí tham dự để cho phù hợp với lại sự kiện của bên khách. Rồi sau khi tạo xong một khách hàng thì khách mời em sẽ lưu lại. Người lưu ý là cái này có thể bằng add bằng file Excel nha, không cần phải đấm tay từng người. Rồi sau khi tạo được một khách mời thì bước tiếp theo đó là mình sẽ gửi email thư mời cho khách. Để gửi email thư mời thì đầu tiên mình phải có một cái form thư mời sẵn. Mình sẽ tạo một cái form thư mời sẵn, thì ở đây em tạo một cái form thư mời, trong đây có letter của chương trình, rồi tên, rồi kính gửi anh chị. Lá thừa thì phần mềm sẽ tự động add cái tên của khách mời vào đây, nên mình không cần phải đánh và gửi hàng loạt thư mời, gửi hàng loạt cho khách đây. Và đặc biệt thêm một cái nữa, đây là có cái ô để mình để barcode. Mình để barcode thì một khách mời thì phần mềm sẽ tạo ra một barcode duy nhất cho khách mời đó, không có trùng. Ở cái form thiết kế này mình có thể đánh kèm thêm là lịch trình, nội dung của sự kiện diễn ra đó, thông tin liên hệ hay lịch trình, thì đó là cái form mẫu của thư mời. Sau đó mình sẽ add vô phần mềm cái form mẫu thư mời đó. Tiếp theo là cái bước mình chuẩn bị để mình gửi cái thư mời. Đầu tiên và trước khi gửi mình chọn cái danh sách, để mình chọn cái danh sách khách mời tham gia cái sự kiện đó. Đây, khách mời em vừa tạo lại là Trần Bích Kết Tết. Rồi giờ mình vào mình gửi thư mời. Đây là những cái bước mà mình sẽ chuẩn bị trước. Đây là những cái bước mà mình sẽ chuẩn bị trước khi sự kiện diễn ra. Hiện tại là trên Bitquest Test là em chưa có gửi thư mời, giờ em sẽ gửi email. Mình tích vào người đó, tích vào người mình muốn gửi, rồi gửi email thư mời. Ở đây mình có thể sửa được cái nội dung tiêu đề email. Mình có thể đính kèm thêm một file ví dụ như file lịch trình, hoặc là file bảng báo chi phí tham gia sự kiện, hoặc là tùy ý CC. Cái email này là email của mình nha, và có thể tùy ý chỉnh sửa cái email này. Muốn gửi bằng email nào thì mình chỉ cần nhập vào tài khoản và mật khẩu vào đây. Để em sẽ đăng nhập email để điền cái email này. Gửi email. Ở đây có cái tên trạng thái,
nó sẽ báo được cho mình biết là đã gửi hay chưa gửi. Mình chọn nhiều khi email sai không gửi được nó cũng sẽ báo lên cho mình biết cái trạng thái của. Đây mình vừa nhận được một cái email thư mời, đó là các thư mời sự kiện như lúc này mà ở bên này mình nhận. Cái tiêu đề thư, tiêu đề email, trong email nó có nội dung đây, kính gửi anh chị Trần Thế Quyết. Đấy, nó sẽ tự động add cái tên vào vô, mình không cần phải đánh. Rồi dưới này tạo cho mình một cái QR code, là lúc tới sự kiện mình chỉ cần đưa cái QR code này cho, đưa QR code thì có thể quét được để check in. Cái này là nội dung của sự kiện. Rồi, ok, đây là cái bước mình đã chuẩn bị trước ở nhà là xong. Thì tiếp theo là lúc lên check in mình sẽ mang điện thoại tới. Giờ em xin lấy cái điện thoại có sẵn. Cái ý tưởng thứ mười. Hiện tại thì TTM đang có email thứ mời có chứa ba code. Mình sẽ dùng máy quét, quét lên và thẳng lên màn hình điện thoại, sau đó thì phần mềm sẽ xử lý. Đó, hiện ra thông tin của khách mời, sau đó sẽ tự động in ra nhãn. Thao tác rất nhanh. Vậy là quá trình check in đã xong. Sau khi cái buổi sự kiện kết thúc thì cuối cùng mình cần là cần cái báo cáo chi tiết của buổi kết thúc sự kiện. Đây mình có thể xem được tiếp ở đây. Đây là có ba người hiện tại check in check out, số hiện diện, số vắng mặt với tổng khách mời. Cái này mình có thể search ra được file Excel nha. Sau khi mình xuất ra, mình lưu lại. Đấy, mở luôn, mở file cho lên. Đấy, trên file nó có ngày. Đây là ngày tổ chức sự kiện, rồi mã sự kiện, tên sự kiện, đơn vị tổ chức. Đây, tên khách mời, địa chỉ, đây thông tin khách hàng mình đã đăng nhập từ à, mình đã nhập từ trước. Ở đây quan trọng nhất là đây số lượng hiện diện, số lượng văn mặt và tổng số khách mời. Thì nó hiển thị đầy đủ ở đây cho mình. Được rồi. Sau khi có file báo cáo mình sẽ lưu lại. Vậy là quá trình check-in sự kiện cũng như xuất ra báo cáo đã xong. Cảm ơn anh chị đã theo dõi. Mọi thắc mắc có thể liên hệ với em qua số điện thoại bên dưới để được hỗ trợ thêm.